Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6. Thứ hai chúng ta thi rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái đề nha. Rồi, Monday, Sunday, Friday, Tuesday, cái từ nào khác loại chắc chắn là câu D rồi. Còn đây. Rồi câu 2, headache, toothache, matter, fever. Headache là bị đau đầu, toothache là đau răng, matter, fever là bị sốt, nên chúng ta chọn matter. Rồi câu số 3, hot, weather, cold, warm. Ở đây chắc chắn phải chọn weather rồi. Rồi câu số 4, when, how, what, the, chúng ta sẽ chọn the. Câu số 5, subject, English, science and music. Ở đây chúng ta sẽ chọn subject là môn học nói chung, trong khi như là môn tiếng Anh, môn khoa học và môn âm nhạc. Điền từ còn thiếu để hoàn thành cái từ sau cái bảng sẽ là bored. Bored. Câu số 2, con chim sẽ là gì? Con chim sẽ là bird. Rồi tiếp theo là breakfast, bữa ăn sáng, breakfast. Rồi câu số 3, tháng 11 sẽ là November, November. Rồi xuống dưới chọn đáp án đúng. What's the matter with you? Chúng ta chọn câu B. Do you like English? Yes. Yes thì phải yes I do. Yes I do, lấy cái từ này ra nè. Hai, anh ta thường đi học vào buổi sáng. Bây giờ he là chủ vật số ít, cái từ go của chúng ta phải thêm s vào. Rồi câu số 4, có một cái chợ gần nhà của tôi ha. Ở đây chúng ta xài cái từ near, near, near my house. Câu số 5, cô ta đã viết một lá thư cho bạn cô ta vào tối qua. Giờ last night là dấu hiệu của thể quá khứ, cho nên ở đây phải xài động từ cột 2. Động từ cột 2 là câu C, wrote. Rồi đọc bài văn nè. Henry là một giáo viên người Anh ở một cái trường ngôn ngữ ở Britain. Những sinh học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới học ở đây. Ông ấy dạy ngữ pháp và đoạn hội thoại, đàm thoại. Ông ấy luôn luôn bắt đầu công việc vào lúc 9 giờ và kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Ông ấy yêu thích cái gì? Yêu thích công việc bởi vì ông ấy đã gặp rất nhiều người đến từ những đất nước khác nhau, nhưng mà ông ấy không làm việc. Bây giờ ông không làm việc, ông ấy đang đi du lịch ở Peru với một nhóm bạn. Ông ấy sẽ dành 5 ngày để đi bộ ở núi Andes, và bọn họ sẽ quay trở lại nước Anh vào tuần tới. Rồi Henry làm nghề gì? He is an English teacher. Ông ấy là một giáo viên tiếng Anh, English teacher. Rồi ông ta dạy môn gì? He teaches English. Ông dạy một tiếng Anh. What time does he start? Ông ấy bắt đầu lúc mấy giờ? At night. Hoặc là he work at night. He work thêm sờ vào he chủ một số ít. At 9 a.m. hoặc 9 thôi, 9 o'clock cũng được. Tại sao ông ta thích công việc của ông ta? Nó nằm ở trên đoạn đây bởi vì gì? Bởi vì anh ta gặp rất nhiều người trên thế giới. Chép đoạn này vô là được nè. Rồi câu số 5, anh ta bây giờ đang làm cái gì? Now nó bằng với từ at the moment. Đây nè, he is traveling from Peru with a group of friends. Viết từ đây tới đây là câu số 5. Rồi xuống bên dưới chọn câu đúng cho mỗi cặp câu sau. Chúng tôi đã đi dọc vạn lý trường thành vào tháng trước. Bây giờ tháng trước là quá khứ rồi, chúng ta phải xài when, không thể xài go được, cho nên chúng ta chọn câu A. Câu số 2, tôi đã mở cửa sổ để lấy không khí trong lành. Bây giờ ở đây là không phải ở quá khứ, nó ở hiện. Hai câu này nó khác nhau chỗ for với to. Để lấy chúng ta phải nhớ chọn câu to nhé, chọn B này. Hãy mang theo dù, trời mưa, trời sẽ mưa. Bây giờ take không phải có sờ được. Đây là câu mệnh lệnh khẳng định, chúng ta thay động từ nguyên mẫu ở đầu câu. Câu số 4, what do they usually do in winter? Bọn họ luôn làm cái gì mùa đông? Nhờ cái này có gì khác nhau? Ở đây là say do, ở đây là say do. Nhớ sau trợ động từ là động từ nguyên mẫu, không thể say do ở đây được, phải say do. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu A.